Hello, 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 hello everybody, welcome to Heo với KT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game One Piece hả? Game này thì vô chúng ta sẽ có được 500.000 kim nguyên bạc, kim cương luôn hả? Ghê hả? Đục, nó không bay ra liền. Ủa đúng rồi mà, mới tạo nhân vật mà. Ủa có gì đó nó sai đúng không? Ủa sao con Enil nó nằm trong này à? Ủa nè, mới tạo nè, mới tạo nãy anh em thấy luôn, vô cấp 1. Ủa 500.000 kim cương. Một con En. Ok thôi, vô lấy kim cương đi chiêu mộ tí em. Hơi bị rối rắm rối ren của cuộc đời. Ủa cái gì ở đâu mà ủa sao đụng phòng? Ủa phiên bản này nâng lên mười mấy sao rồi hả? Nó kìa. Thì à không, cái này là mình ít kata kate gì đó. Bây giờ baby file đi kiếm một con ếch nữa bỏ vô trong đội hình đi đánh anh em, nhưng mà tại vì vô thấy kim cương nhiều quá với lại vô tự nhiên mở ra thấy con em ở trong đội hình luôn trời. Mẹ vô là cho luôn tướng 2 sao hả? Ôm gì hả? Nào không, lại có game hay để chơi nữa rồi nha. Ok, nhưng quan trọng hồi nãy giờ quay không ra được con nào nè. Đó, có Jinbei. Ok, hai con thôi rồi, mới có 40.000 dư sức. Ok, vô đội hình gỡ thì nó sẽ lót hơi chậm tí hả? Ok. Ủa nay tướng 8 sao hả ta? Má tướng là tới 8 sao lận nha các bạn. Biết hồi nãy thay hới cho nó lẹ hả? Thay hới thì sợ nó không lót được đó chứ. Đây Jinbei đó, thấy chưa? Giờ gỡ nè, gỡ không ra, ta mới kiếm con nào khác nhét vô thì coi bộ được ha. Ok, đến với thông tin server cái ơi hả? Khoan để từ từ. Đây thông tin server nè. Đây đấu trường One Piece hả? Nè coi nè, chỉnh lời đội hình thì thấy con. Wow thì chứ biết hồi nãy hai được rồi. Hồi nãy chúng ta nên đi hai các bạn. Chúng ta đi hai tướng thì nó sẽ ok hơn. Rồi. Đi ra, đi vô. Ok. Đó, để hai con này làm nhiệm vụ đi ha. Đó. Trời ơi, hai con ếch vô chạy nhiệm vụ tân thủ. Vãi cả lòng đèn. Ok, rồi chúng ta đến với thông tin server cái đi để tí tự chạy cái này dễ chạy mà. Hot đấu trường One Piece vua hải tặc 3D chính thức khai mở S7 Lucy nè. Thời gian 10 giờ ngày 19 tháng 6 2022, phiên bản update 14 sao và level 300. Há lộ bản VIP 99 hả? Ghê hả? Hàng loạt các sự kiện mini nhận quà tại fanpage. Tỷ lệ nạp nhân 3 100k bằng 300.000 kim cương kim đúng rồi. Tải game Zalo group, link nhập feed code, hướng dẫn nhập feed code nữa nè hả? Ồ có luôn hả? Hotline Zalo admin chơi tốt trên cả Android và iOS luôn nha anh em. Quà tân hữu khi vào game 100.000 kim cương, level 30, 1 triệu belly, vào game nhận miễn phí VIP 8, đăng nhập hàng tuần nhận 30.000 kim cương, quà tân hữu VIP 12, level 30, 500.000 kim cương, 40 triệu belly, 1.500 hởi lực, 100 đá thức tỉnh, chìa khóa thức tỉnh, rương hải lâu, thuốc, hộp cơm, mảnh vạn năng hả? Lai xe nhận 100.000 kim cương, đá thức tỉnh nhân 3, 10 triệu belly, thể lực 1.500 ha. Tỷ lệ nạp khủng 10.000 bằng 30.000 kim cương. Đầu phiên bản mới nhất ha, 30 sao. Ok. Ủa đâu 10 mấy sao quên rồi, 14 sao. Và chuẩn bị VIP 99 nữa ha. Ghê. Ở đây có code hàng ngày nữa nè nha anh em. Nào đó, phanh cứng, phanh kiết đồ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy cái nhiệm vụ tân thủ xong rồi đi nhập code hả? Đi theo tí. Chạy xong rồi và cũng thấy được cái code rồi nha anh em. Code chúng nằm ở trong cái nhắn tin đó anh em, nhắn tin nè, bấm viết code đó, tân hữu là chúng ta sẽ có một đồng code luôn. Ok rồi, hồi nãy cũng chạy xong cái này được level 43 luôn hả? Ghê vậy. VIP của VIP chưa có, vậy là chắc là cắn đục 88.000 kim cương luôn. Báo danh gì đang ấy mà, sự kiện xếp hạng. Bản là bản mới hay gì nè anh em, 50.000. Wow, VIP 15 luôn. Đù không, VIP 15 được nhân 2. Sorry anh em. Mấy cái đường này đường gì ta? Wow, 3 ngày được 100.000 kim cương. Rất nhiều quà trong này luôn nha. Nghe nói là phiên bản này mới update nha anh em. Mới update mới update lên phiên bản mới nhất nè. Nghe cũng tò mò nên là vào đây. Ok, nhập code đây. Nhập code theo đang ở server 6, tài khoản cả nhà yêu chích mã quên mẹ được cái tài khoản tên gì rồi, không biết có phải không. Ok, nhập được rồi mà không thấy vô, vậy là chắc không phải tài khoản này quá. À đây rồi nè, vậy là chắc 1, 2, 3 rồi. 500.000 kim cương rồi. Gì vậy? Belly 40 triệu. Ôi là chúng ta được 1,1 triệu rồi đó anh em. Rồi code 1. Đây có gì này? Lên được VIP 12. Ok, quà nữa nè đó. Rồi có tân hữu quà nè ha, mảnh vạn năng. Rồi quà nữa nè ha, đá thức tỉnh gì nè đó. Rồi bảo trì hả, bảo trì sửa lỗi Nami học viện gì. Em nhập hết một lần luôn nha, tại vì thấy quá trời code mà anh em. Rồi xong luôn, hết code rồi hay gì ta? Viết code thành công. Code này chỉ nhập được một lần. Rồi bảo trì. Code này chỉ nhập được một lần. Đây nè, nó vô rồi. Trời ơi, nó vô rồi mà nó không nói. Ok man, làm đứng nhập ghiết. Này, đây còn một mớ code nữa nè. Rồi đây. Ủa code bạn hình như là cái code này nó hết xài được hay gì á. Thường mấy code mà không hết hạn sử dụng thì nó sẽ bấm vô nó không có hiện. Hiện đây nè, cái này hiện nè, Việt Nam nè hả, Hồ Chí Minh, cái này không được. Rồi Hiếu Nhi. Không, vậy là cái này coi, hồi nãy nó bị dư cái dấu cách thì phải. Rồi vẫn không được luôn, vậy là hiểu hả. Rồi ok, vậy cái đó hết xài được rồi đó. Thêm một cái code 300, 200, 300 một nồi luôn đó. Thêm một cái code Boa Hancock luôn đồ. Rồi code gì đây? Chiến thắng. Rồi có chiến thắng hết hạn nè ha. Rồi có DNW gì đây, cũng hết hạn luôn. Rồi có chia sẻ. Ok, chia sẻ được 200.000 kim cương nè, 300.000 đu, được một con Sabo trong này luôn. Ngon. Được VIP nữa hả? Ồ, hãy nạp 100.000 nữa nè anh em. Wow. Ok man, được đấy, được đấy. Thẻ nạp 100.000 chưa biết xài sao. Ồ, đây được thẻ nạp 50.000 nữa nè. Ồ. Ôi, 500 rương mạnh. Rồi ở đây chúng ta được một con Boa Hancock hả? Ok, cúc ơi, được 2 triệu luôn rồi anh em ơi. Nhiều dữ. Ok, dùng hết luôn. Được Luffy đồ các kiểu. Rồi ở đây ít ít. Rồi ở đây ăn thử cái này coi. Đù, ăn cái hệ nạp được 200 kim cương. Nó được 100.000 kim cương nữa. Ngon lành gành đào liền. Lên VIP 13 luôn anh em ơi. Đó, VIP 13. Ôi ơi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À, mấy cái VIP này chuẩn bị cập nhật hay gì á. Hy vọng là sẽ có quà VIP to to hả. Đây, chúng ta vô trong quà VIP chúng ta mua mấy con tướng về hả. Nếu anh em nào có thời gian chơi thì có thể vô quay tướng ha. Còn cái này vô đây mua cho nó lẹ anh em ơi. Đồ có sẵn nè, đi quay chi. Là đánh lên level cao cao rồi hãy đi vô quay tướng. Heo là như vậy. Mà ở đây cho luôn một con Boa Hancock rồi anh em ơi. Đúng rồi. Đây, bo luôn hả. Này là bo là bonus luôn ấy chứ. Ngon lành. Tất nhiên chúng ta sẽ vào đội hình. Và chúng ta sẽ... Ủa? Đây, thay thế 3 con thôi. Để 3 con đi đánh rồi anh em. Để nhiều quá. Vô. Đó, 3 con đi đánh là đẹp trời liền. Trời ơi, đâu. Nó Jinbei nè, ghê không? Cắt kéo rồi hả? Đây chị Bo nè. Ô, chị Bo đánh đẹp nha. Một mình chị Bo đánh chắc qua mấy cái này là vô tư. Đó, đó. Ôi ôi, chị Bo đánh đẹp nha. Đó. Ơi, tính ra 3 con này đều là hất Vũ Hải luôn á trời. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, còn que cho nó. 3 con này đều là hất Vũ Hải hết nè. À, Jinbei. Rồi Jinbei là cụ hất Vũ Hải. À không. Nhìn lầm tưởng con En là con Doflamingo. Phải không phải? En không phải hả? Mong là cuối ấy thì một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp lại con En này hả? Tại vì bỏ qua nó là thiệt là phí luôn á. Nếu Oda mà lướt qua nó luôn không cho nó combat lại là gọi là phí một nhân tài. Thì cái trái của nó rất là bá đạo luôn mà tự nhiên xong cái phần đảo trên trời cái bỏ em nó qua một bên là thấy buồn liền luôn á. Dạo này là em nó haki bá dương ha, là luyện được cái haki quan sát mạnh hơn nữa thì nhìn trước được tương lai như Katakuri đồ này nọ thì ngon. Ok, đây Jinbei nè. Karate người cá. Đó, ok, Kamehameha nữa hả? Ui, thấy vậy mà con đã đánh lâu dữ ta. Rồi, thì link heo sẽ đợi với phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về phiên bản mới luôn ha. Đó, cập nhật phiên bản mới. Mở S7 luôn vào 10 giờ ngày 19 tháng 6 ha. Phiên bản 14 sao. Và level 300. Đó. Chuẩn bị update thêm VIP 99 cho anh em vào quẩy ha. Ok, rồi link heo sẽ để với phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Và đặc biệt thì game có luôn iOS và Android nha anh em. Nè, iOS nè. Đó. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.